Anh em, thì cái clip này mình quay sau cái clip mà mình giao xe cho cái anh ở Thái Bình đó. Mình quay cái clip xe của anh Thái Bình xong rồi thì cả tuần sau thì mình mới quay lại cái clip này, thì ảnh gửi đồ lên cho mình sẵn mình ghép vô chung clip á, thì mình sẽ ghép cái clip này trước ha. Có nghĩa là cái con xe nó quá đẹp, gửi cho anh quá đẹp, thì anh thấy cái tình cảm của mình dành cho ảnh á, ảnh vẫn gửi quà lên cho mình và những anh em làm chung với mình nha. Đây cái quà Thái Bình nè, quý lắm luôn á. Nói chung á thì nói chung mình có thêm cái kinh nghiệm sống, có nghĩa là mình làm tốt với anh em, mình luôn hết tâm huyết vì anh em, thì những anh em sẽ yêu quý mình. Nói chung đây là đặc sản Thái Bình, mình cũng rất là vui. Nói chung là cái nói sao ta, cái tình cảm á nó chỉ đánh giá được qua những cái những cái món đồ này á, là nó chỉ đánh giá được tình cảm thôi, chứ những cái bánh này á nói chung là nó được đánh giá bằng tình cảm rất là nhiều. Đó là đặc sản của Thái Bình, quê hương của Sơn Tùng MTP đó. Người ta góp ý á, trên YouTube á, phì phèo chạy ra đường nạt bô vậy Châu. Đây thì đây là dịp cha, đây là đặc sản ha, đặc sản bánh cấy Đinh Mạnh Thái Bình đó, đặc sản Thái Bình. Thực sự đây là những cái món quà rất là tình cảm, rất là xúc động luôn ha. Đó rồi thì ở đây thì em cũng có đôi lời gửi cảm ơn anh rất là nhiều. Anh em Thái Bình đã yêu quý mến từ ngoài Bắc, đã yêu quý mến Minh Maker tới vô Nam luôn, thì Minh Maker sẽ cố gắng hỗ trợ anh em nhiều hơn. Thì bây giờ mình tặng bánh cho mấy anh em ăn chơi ha. Nè, cho mày hộp nè. Đó. Nè, tặng hộp ăn nha. Ăn lấy thảo. Đó. Cái này xuống tặng cho mấy anh em ở lầu dưới. Mấy anh em ở dưới là nhân viên của anh của Minh nha. Đó. Nhân viên của anh Minh, chứ anh em đừng có hiểu lầm là tưởng của Minh là kỳ lắm. Chung là hai anh em, người ở đây, người ở dưới. Mang giày lại đi. Đây, đại diện nha. Cái này là của anh khách bán xe, anh bán ra Thái Bình á. Rồi xong anh gửi bánh về. À, nói mấy anh em ăn lấy thảo, đặc sản Thái Bình. Rồi, cảm ơn anh nha. Rồi, do mấy anh em ăn nha. Rồi, vậy thôi, ok. Thôi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Thì hôm nay nhiều việc quá cho nên không có ai quay cho mình. Lính mình thì nó cũng đi quay rồi. Nhiều anh em hỏi sao không quay phân khối lớn nhiều. Tại vì á, tiếp sức đam mê anh em từ từ, hiểu không? Sẽ cho anh em chơi từ từ làm quen, 150 lên 200, 300, 600, 1000, thậm chí là lên thích xe gì anh em thích, chứ xe gì là cũng có nha anh em. Đó, anh em thấy chưa? Chứ không phải là nhiều anh em lại nói cà khịa rồi sao này nó không quay phân khối lớn mà nó quay toàn là xe 150. Mình quay 150 là bởi vì mình muốn tiếp sức cho anh em. Anh em sẽ chơi từ từ, và xe nào cũng là xe thôi. Chủ yếu là quan trọng là anh em tụi mình á, chiếc xe này nè, nó không phải là cái vật chất để đánh giá cái giá trị của mỗi bản thân. Đối với mình á, một chiếc xe nó chỉ là cái phương tiện để anh em mình giao lưu với nhau, chứ quan trọng nhất vẫn là tình anh em thôi. Còn chiếc xe á, đối với mình á, anh em chơi xe gì cũng được, đi xe quay xe rim cũng được, chúng ta vẫn chơi với nhau bình thường. Chứ nhiều anh em á, coi trọng quá cái hình thức, vấn đề là xe này xe kia, phải là đi xe này xe kia rồi mới chơi chung với nhau, không có đâu nha. Xe chỉ là đơn giản thôi. Tại vì Minh á, nói thiệt anh em luôn, Minh chơi xe thì cũng nhiều dòng lắm luôn á. Em lấy cái đuôi zin của nó, lại đuôi zin của nó để chút gửi luôn. Cái đuôi zin của xe này nè, để gửi anh chủ xe luôn. Lẹ lên. Thì đây, xe này mình sẽ gửi cho cái anh ở ngoài Thái Bình. Ông trời, cái đuôi đó là đuôi của xe Z8, xe của R15 á cha. Biết lấy cho nó đi.
Đó, thì đây con xe cực đẹp luôn ha. Xe phải nói là cực đẹp. Đây từ cái tó cho tới mọi thứ ốc ác chống đổ. Rồi lên đồ chơi nè. Đó, bảo vệ các nước nè. Nó vàng sơn nè. Mọi thứ đều tươi mới luôn. Odo chỉ có mấy ngàn thôi, 5.000 mấy đúng không em? 6.000, à 6.500. Nè, bảo vệ ni đông nè, carbon nè, bảo vệ bàn thờ đó. Đó, bảo vệ nắp bình xăng carbon nè, carbon nè. Ủa sao xe em có đuôi đúc gầm nè. Đó, rất là đẹp luôn. Tránh ra, em không phải là người mẫu. Đó, rất là đẹp luôn. Thì bây giờ mình gửi cho cái anh ở ngoài Thái Bình á, ảnh cũng rất là mến mình ha. Nói chung là chưa có tìm được xe cho ảnh luôn. Mình chưa có tìm được xe cho ảnh luôn. Ảnh nói là muốn tặng một mớ món quà đặc sản ở Thái Bình cho anh em Minh Biker ở đây. Đó, anh em Minh Biker ở đây để thưởng thức đặc sản Thái Bình. Rồi xe tìm sao, anh gửi tiền cho mình rồi xe tìm sao cũng được. Thì đó, mình nhận lời với ảnh tại anh quá nhiệt tình. Mình sẽ nhận lời với những anh em đối xử tốt với mình thì mình vẫn đối xử tốt với anh em đó. Thì đó, một chiếc xe phải nói là đó, anh em coi đi rồi đánh giá. Nói chung là đẹp, đẹp từ trong ra ngoài, đồ chơi vừa đủ xài. Đó, anh em ngắm đây thấy không, ốp chống trượt R15 nè. Mình thấy á, theo mình đánh giá thì con R15 này kiểu dáng khá đẹp và hầm hố nhất phân khúc 150 luôn. Hầm hố cực kỳ là hầm hố, nhìn như một con phân khối lớn đó. Và cái bạn chủ cũ của chiếc xe này cũng là rất là quý Minh luôn đó, muốn tìm tới Minh là nhường xe lại cho những anh em chơi. Anh em tin không, con xe này rất là rẻ nha. Đó, mà mình sẽ không nói giá đâu, chỉ 50 mấy triệu thôi, tùy xe nha anh em. Đó, quay cho anh em xem. Anh em xem nhông sinh đĩa nè ha. Đó, cuộc nè, mọi thứ đều quá càng luôn. Đó, cái đuôi đó đó. Đúng rồi, đây là cái đuôi Vinh nè. Đuôi Vinh R15. Rồi, đầy đủ đồ Vinh. Thì bây giờ tụi em ra gửi. Một thằng ra gửi thôi, một thằng đi theo anh nè. Đi ra anh rút tiền để anh mua xe mới. Rồi anh em coi nè, vỏ siêu mới luôn đó, chỉ còn nguyên nè, rất là đẹp, mọi thứ từ trong ra ngoài. Rồi đó, đối với mình á, anh em á, đi xe gì vẫn được, chiếc xe với là phương tiện đi lại thôi. Chung quy á, chúng ta sống với nhau cũng là cái tình người thôi. Còn mà lấy chiếc xe ra mà để đo giá trị cao thấp á, thì những người đó anh em không nên chơi nha anh em. Giống như mập này nè, đi ba cái xe độ tiết tùm lum tà la á. Mà anh mới đổi xe rồi. Đây xe của lính mình nè, thấy không? Lính mình cũng có mắt thẩm mỹ rất là ok ha. Lính mới nha, lính cũ đi xe lỏ. Đây, đi chiếc xe lên đơn giản thôi, không quá cầu kỳ, để đi lại đi làm. Còn chiếc xe này á là mình mua thêm để cho tụi nó đi giao đồ đồ anh em đó, đi giao đồ nè. Còn xe này là để chạy trường đua nha anh em, xe này là để chạy trong chắc hai cua á, trên trường đua của anh mình á đó. Đó, trường đua 2K của anh Minh á đó. Đó, đây nè, ở đây có chữ 2K thấy không, đó là 2K này là của anh Minh, là giám đốc 2K đó. Còn Minh á, ngày xưa là chỉ đi chơi thôi. Ngày xưa đó thì anh em là chỉ xách xe đi dạo phố, đi quay vlog sống ảo đồ tào lao thôi. Rồi sau này anh Minh á, mới hướng dẫn, kêu là phải về làm ăn đi, phải lo sự nghiệp đi, chứ đi chơi hoài. Thì đó, thì Minh làm vlog này nọ rồi mở bán xe. Bán xe gì đam mê hả? Đúng không? Bán gì đam mê? Má bán con xe bù lỗ. Rồi đó, thì tiếp sức đam mê cho anh em thôi. Thì Minh chơi sao thì thiệt sự luôn, cái từ lúc Minh chơi tới giờ á là lúc nào Minh cũng quý xe á. Xe của anh em hay xe của Minh đều quý. Minh chăm sóc nó rất là kỹ. Anh em cứ nhìn mỗi chiếc xe Minh bán ra là anh em biết ha. Đó, mỗi chiếc xe em bán ra là anh em biết. Đó, quay cho anh em xem, nãy giờ quay cũng nhiều rồi đó. Đó, rồi. Còn những anh em mà quý Minh tới đây á thì Minh sẽ tiếp luôn nha mấy anh em.
mình sẽ tiếp mấy anh em rất là đàng hoàng nha, chứ không bỏ bê anh em. Nhưng mà điều quan trọng nhất là anh em phải nhắn tin cho mình trước để mình biết cái ngày đó mình có ở nhà hay không, chứ mình bận mình đi nhiều lắm. Rồi bye bye, giờ em đi gửi xe vô đây anh tính toán gửi xe nè. Rồi bye bye anh em nha, hẹn anh em đã xem clip của Minh Biker, hẹn gặp lại.